Rồi, chào tất cả anh em lại tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoa Lam Audio. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục test một em lọc với phân khúc rất là tầm tiền, mang thương hiệu là OD của Hitachi nhé. Có model là HGE6500, gửi đến cho một anh khách ở dưới thành phố Nam Định. Anh đã chốt trong tối ngày hôm qua, tối thứ 6, ngày 13. Đó. Tình trạng em này thì em cũng chỉ mới lên clip cách đây 2 hôm thôi, nhưng mà nguyên tắc của bên em thì cứ bán hàng cho anh em một xe là em sẽ test clip để gửi đến cho anh em để quay này, góc cạnh này. Đó. Rất là chi tiết nhé, không bị cấn móp nhé. Nếu không may vận chuyển người ta làm hư thì em còn có cái clip để lấy bằng chứng để gửi đến bên giao vận để kiện người ta về cái trách nhiệm làm việc không có cẩn thận đấy. Và cũng một lần nữa khẳng định lại với khách hàng là máy rất là đẹp và đang hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. Đấy, thì cái điều mà vận chuyển bằng đường bưu điện thì nó sẽ xảy ra một số cái vấn đề ngoài mong muốn, nhưng mà nó là rất là ít, nên là mình vẫn cố gắng dành vài phút để test để gửi đến cho khách hàng. Đấy, còn máy em này thì tình trạng rất là đẹp rồi, anh em nhìn cái mặt phay nhôm rất là trắng nhá. Đấy, không sơn tút kể cả lóc, anh em nhìn không, đây là bụi thôi nhá, lóc rất là đẹp đó. Ảnh chi tiết thì em cũng đã gửi qua cho anh ấy rồi và anh đã chốt và đã chuyển khoản cọc. Đấy, anh em lưu ý nếu mà khi mà đã lựa chọn bên đơn vị em cung cấp hàng ấy, thì cố gắng là chuyển khoản đục nhá. Đấy là quyền của anh em thôi, nhưng mà cái lợi của anh em sẽ được miễn phí ship nếu như anh em chuyển khoản đủ nhá. Thông số kỹ thuật anh em lưu ý là điện 100 này nhá. Thì nữa thì em vẫn viết cảnh báo và dán địa chỉ tại shop của em. Em vẫn bảo hành miễn phí 100% trong vòng 3 tháng, hỗ trợ kỹ thuật chọn đời sản phẩm cho anh em nếu như anh em cần nhá. Vì nhiều anh em ở xa rất là ngại đóng gói gửi đi, cũng có thể là lý do là sợ mất hàng sau khi mua hoặc là gì gì đấy em không, nhưng mà cái quyền lợi của anh em mua hàng ở đâu lên gọi điện để người ta hỗ trợ cho, dù sao thì người ta sẽ biết hơn rất là nhiều các anh em khác. Đấy là khẳng định luôn, vì anh em thợ người ta có thể làm được cái loại này và cũng có thể là không, vì người ta không có đồ thì người ta sẽ không làm được, người ta sẽ báo là hàng không có đồ luôn nhá. Còn đấy là với cái quyền lợi của anh em nên gọi số điện thoại em dán sẵn một cái các visit của em ở đây như này này. Đấy, thông tin, địa chỉ, số điện thoại, kênh YouTube, Zalo, Facebook đều thể hiện sẵn, chỉ một số điện thoại đấy thôi. Nên anh em có thể là giữ lại và liên hệ với bên em nếu không may xảy ra sự cố, hoặc nếu như có anh chị em bạn bè người thân đang có nhu cầu sở hữu các cái equalizer nói riêng và các cái thiết bị audio nói chung thì có thể giới thiệu giúp em để em tăng cái lượng tương tác với các khách hàng mới. Thế là điều rất là mong muốn là anh em có thể là chia sẻ và lan tỏa giúp cái kênh của em được nhiều anh em biết đến hơn. Em cũng xin được cảm ơn rất là nhiều. Ngoài cái vấn đề bán các cái thiết bị audio này ra thì bên em vẫn nhận sửa chữa các cái dòng âm ly cổ, âm ly nội địa, main công suất, vang số cho anh em thợ và anh em khách hàng ở các tỉnh. Nếu như anh em nào có nhu cầu thì vẫn liên hệ với em qua số điện thoại hotline vẫn là 0981956486 giúp em nhé. Em xin gửi lời cảm ơn đến anh khách ở dưới Nam Định đã tin tưởng ủng hộ. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Chào anh em.